thần bày xuất hiện. Chào các bạn, mình bày quá xá đúng không các bạn? Niềm vui của mình là gì các bạn biết không? Là thích được chia sẻ. Các bạn thấy gì không? Đây là những cái tab mình cắm vô trong cái chậu á các bạn, để mình biết mình đã trồng cái gì, ương cái gì á các bạn. Tại vì á mình trồng nhiều mình không có nhớ hết đâu các bạn. Mình là sư phụ hoài quên. Các bạn biết không? Đây là những cái túi mà mình mua để mình gửi hạt giống đi đó các bạn. Còn đây là hạt đậu đỏ mình mới mua nè các bạn ơi. Mình làm giá đậu đỏ mình ăn. Thì mình nghe nói là giá đậu đỏ nó tốt hơn giá đậu xanh ha các bạn ha. Giá đậu xanh thì có tính âm mà giá đậu đỏ thì có tính dương. Chè đậu đỏ thì có tính dương hơn chè đậu xanh. Đó cho nên là mình mua đậu đỏ để mình ăn. Thì mình bày ra đây là để mình phơi hạt cho nó khô. Hạt thật khô thì mình làm đậu nó mới ngon, giá nó mới ngon các bạn. Rồi bây giờ các bạn coi mình làm cái gì ha. Đây là những cái dĩ mà mình đi mua đồ ăn á các bạn. Đây là dĩ đựng rau, người ta để rau lên trên nó ráp lại người ta bán cho mình. Còn đây là dĩ đựng thịt, mình mua về mình rửa sạch đi các bạn ha, mình tái sử dụng nó nha các bạn. Những cái tab này á các bạn biết sao không, mình xài một lần rồi mình bỏ. Cho nên á mình mua mình tốn tiền lắm các bạn. Ở trong Home Depot nó có bán á, nhưng mà mình không có mua. Mình thấy tốn tiền lắm. Chị bạn mình chỉ cho mình. Bây giờ mình chỉ là sẽ lại các bạn để các bạn cùng biết với mình ha, cùng làm với mình ha. Thì mình cắt vậy đi, cắt thì cũng được, cắt vậy cũng được. Đó. Thì cái nhỏ như vậy á, mình cắt kiểu như vậy đi các bạn. Mình cắt đủ kiểu hết đó các bạn ơi. Có cái kéo nó có cái dao ha các bạn ha, dễ hơn ha. Mình cắt bằng kéo. Tại vì mình á, lúc đầu mình cắt á, mình làm cắt bị vụn, cho nên sau này mình cắt không vụn nữa. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cắt mà không bị vụn. Chứ còn bị vụn thì bình thường rồi, thì cắt bỏ đi thì bình thường rồi. Nhưng mà mình muốn cắt cho các bạn coi cái cắt mà mình không có bị vụn á các bạn. Tức là mình tận dụng hết luôn. Mình cắt vụn ra rồi mình bỏ uổng á, mình cắt xài hết luôn ha các bạn ha. Đó. Đối với những cái tab này á thì các bạn nhìn thấy nó đẹp đúng không? Nó thuôn dài, có cái đầu nhọn vậy ha. Nhưng mà các bạn biết không, mình sẽ bỏ cái chút xíu chỗ này. Còn mình á, sau này mình làm những cái này mình không cần bỏ gì hết á các bạn. Mà cái đầu nó bự bự như này mình viết cũng được, chữ ngang cũng được, mà chữ dọc cũng được ha các bạn ha. Đó. Thì mình cắt xéo nha các bạn. Lúc đầu mình cắt nhỏ nhỏ vậy nè, rồi mình cắt hai cái góc nhọn nữa nó uổng quá. Đó vậy nè ha. Lúc đầu mình cắt như vậy nè các bạn. Khơi khởi là mình cắt dày cho nó giống cái tát ở trong Home Depot hay Lô nó bán cho mình đó các bạn. Đó, nhìn nó đẹp không các bạn? Đẹp ha. Nhưng mà nó lại có hai cái miếng nhỏ nhỏ này, mình phải đi bỏ uổng lắm. Cho nên nó sau này mình suy nghĩ ra rồi, mình không cắt như vậy nữa mà mình cắt miếng bự hơn. 1 2 3 4. Rồi, xong mình cắt xéo lại các bạn ha. Đó. Mình cắt xéo lại. Là mình không có bỏ miếng nào hết các bạn thấy không? Không bỏ miếng nào hết. Mình lấy cái đầu nhọn này mình cắm xuống rồi mình viết ở trên này. Vẫn được ha các bạn ha. Đó. Cái này là những cái hộp ở Việt Nam, hộp cơm được không ta? Được á. Hộp ở Việt Nam cũng có xài cái này mà. Hộp định ta bán cơm hộp á các bạn. Đó. Nói chung hoặc ly nhựa mà bằng cái này các bạn làm được hết. Tại vì cái này mình thấy viết chữ lên đây rất là đẹp. Dễ viết chữ lắm các bạn, nó không có bị trơn. Nè, như mình viết nè, chữ đẹp lắm. Viết chữ đẹp lắm là tại vì cái nó không bị trơn. Cái ngòi bút bi của mình viết nó không có bị trơn. Rồi như cái này các bạn, nó hơi cong cong chỗ này, không sao á các bạn. Các bạn cắt, các bạn né cái chỗ cong đó ra để cái nỗ chỗ cong đó mình viết. Còn cái đầu nhọn này là đừng có cong là được rồi, để mình cắm thẳng xuống ha các bạn ha. Đó, nó cong cong vậy nè, mình viết cái đâu sao đâu, phải không các bạn? Đó. Không bỏ cái gì hết đó các bạn ơi, mình tính vậy đó. Đó, cắt xéo vậy nè các bạn, không có bỏ gì hết, viết luôn. Các bạn thấy được không? Còn cái này là làm hai. Đó.
Để như một hộp là mình cắt được nhiều miếng đó các bạn. Rồi mình để mình dùng cái gì đó mình đựng vô cho nó gọn ha các bạn ha, để nó không bị tùm lum để anh xả la đó. Mình bỏ cái viết sẵn ở đây luôn đi, mình cần cái mình rinh cái hộp này tới mình đứng mình viết. Các bạn thấy cái chia sẻ của mình được thì các bạn nhớ cho mình một like và nhớ chia sẻ cho nhiều người cũng biết ha các bạn. Đó, cái cách cắt của mình là không còn dư cái nào hết. Lúc đầu á mình cắt làm hai rồi mình chỉnh lâu lắm, bây giờ mình nghĩ ra cách này mình làm ra lẹ à. Xài trọn vẹn luôn, không dục cái gì hết, không mất công đi lụm những cái nhỏ nhỏ này dục. Mình cắt nó xin từ nhiệt các bạn, nó dính vô tay mình đó các bạn nè, nó hít đó. Bây giờ mình cắt thêm cái này ha các bạn ha. Để mình đổ cái này đi đã, mình đựng rau. Thường á là mình mua rau á các bạn, mình về mình thấy nó sạch lắm, mình không có bỏ, để dành. Mình để dành để mà mình đựng cho lót đít rổ hay này kia vậy đó. Mình nghe nói cái này độc hại lắm, Mỹ cũng cấm xài các bạn, nhưng mà bây giờ hiện giờ vẫn còn thấy xài, cho nên là mình chia sẻ vậy đó. Các bạn có thì làm để dành nha, mai mốt không còn để xài á các bạn ơi. Đừng có bỏ, uổng lắm các bạn, để dành. Mình cũng đâu có làm gì để mà độc hại cho sức khỏe đâu, mình chỉ cắm nó xuống đất thôi mà, mai mốt mình bỏ vô rác. Mình hy vọng là các bạn đến với chai đồ của mình mà coi video của mình á thì nhớ subscribe, để nhiều lúc mình chia sẻ cái gì đó mà thiết thực cho cuộc sống thì các bạn có thể áp dụng cho cuộc sống của mình ha. Tính của mình thì rất là trùm sò ha các bạn. Cái gì mình cũng tính kỹ lắm, xài mình tính kỹ lắm. Đó, mình cắm vậy đó các bạn. Đây, cái tát này là atiso nè các bạn, mà sao nó có hai cái cây màu trắng các bạn. À, cây này màu xanh, không biết sao nữa các bạn ha, nó bị đột biến hả các bạn. Bên này còn một cây nữa nè các bạn nè. Đó, nó ra màu trắng này các bạn ơi, không biết tại sao nữa, cũng là atiso luôn á. Đó, mình để về cho các bạn thấy nè, thấy không? Nó ra cái màu trắng này, không biết nó có chết không nữa. Mà tại sao người ta màu xanh, nó màu trắng mình cũng không biết nữa. Còn mấy cây này thì nó lớn rồi nè các bạn. Đó. Cắm nó xuống vậy thôi, để mình nhớ nó là cái cây gì á các bạn, để mai mốt mình trồng nó thôi. Bây giờ mình bắt những cây ớt mà mình đã ươm lên được rồi các bạn, mình cho vô trong cái chậu như thế này để mình dưỡng tiếp các bạn. Tại vì mình gieo là mình làm một đống luôn nó lên. Rồi bây giờ mình bỏ vô đây, mình chiết ra từng cây này nè các bạn. Rồi mình để tên nó vô các bạn ha, để mình không có bị quên. Nhà mình rất nhiều giống ớt, nhưng mà thật sự là mình chỉ thích cái loại ớt này, nó thơm. Cái mùi thơm nó lạ lắm. Mình cũng có gieo vài cây ớt sim rừng đang lên rồi các bạn, nhưng mà nó còn nhỏ quá, mình chưa có tiết nó ra. Rồi những cây ớt mà mình làm thử á, nó ốm tông ốm teo mình dưỡng, nhưng mà từ từ nó đai rồi. Thì nói chung là trồng 10 chết 7 còn 3, mà chết 2 còn 1 mới ra trọt trồng. Đó là cái châm ngôn mình trồng như vậy. Mình làm vậy các bạn. Tại vì các bạn biết sao, mình ương á là mình ương chay các bạn, mình không có dụng cụ hỗ trợ đó, cho nên là cái cây ớt của mình nó không có được tốt.
Nhưng mà Minh trồng như vậy để các bạn cũng có thể làm như Minh. Các bạn đừng có sợ là mình trồng không tốt, từ từ nó sẽ tốt các bạn ơi. Mình làm đơn, cái điều kiện mình không có thì mình phải làm như vậy thôi. Chứ sắm đồ như người ta cũng có tốn tiền lắm á các bạn. Mà mình không có theo đuổi cái nghiệp trồng trọt thì mình bỏ đi phí lắm. Thì mình tiết kiệm được cái nào hay cái đó. Mà tiết kiệm là tiền cũng là tiết kiệm công đức của mình á các bạn. Mình phung phí quá, mình mất phước á các bạn. Thôi tạm biệt các bạn nha, cái chia sẻ của mình đến đây á là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ giùm mình.